Ly, Ly, Ly. Hết hồn. Ủa đang làm gì vậy? Đắp mặt nạ đó. À đủ thời gian rồi. Đây là mặt nạ chống lão hóa tại nhà. Ủa mà mình còn trẻ mà tại sao mình lại phải chống lão hóa sớm như vậy? Bà nghĩ sao? Cái tuổi của mình bây giờ là đã lão hóa từ từ rồi. Mình cần phải chống lão hóa ngay từ bây giờ. Tôi phải cố gắng kiên trì chăm sóc sắc đẹp thì da của tôi nó mới mơn mởn như thế này chứ. Nhìn cái mặt của bà đi. Mặt của bà bây giờ nó đã lão lắm rồi. Nhìn bà như thế này biết bao giờ bà mới có người yêu được hả? Đi ra ngoài đường mình phải đẹp, mình phải gợi cảm. Còn như bà, người ta nhìn thôi là người ta chảy mất dép rồi. Tôi nói bà nghe nè, người ta yêu bà vì sắc được thì sau này người ta sẽ bỏ bà vì sắc được. Sau này nha, bà già rồi, bà có tuổi, bà xuống sắc, bà chắc gì người ta sẽ ở bên cạnh bà, đúng chưa? Còn đối với tôi, người ta yêu tôi là bởi vì người ta yêu cái tâm hồn tôi, yêu cái con người tôi, yêu cái sức khỏe của tôi đó, đúng không? Người ta không yêu gì nhan sắc, đó mới gọi là tình yêu chân thật. Ừ, chờ xem người nào có người yêu trước nha. Rồi, thích chiều chiều. À quên nữa, để đi giặt đồ đi. Đồ nhiều quá, bữa giờ dồn quá trời đồ. Giặt nhiều quá là hao điện nè. Rồi hư mấy giặt nữa đó. Làm gì hao điện. Nè, giặt nhiều đồ đó là mình phải mua những cái máy giặt giống như vậy. Đó, nó vừa bền mà nó vừa tiết kiệm điện nữa. Không biết gì hết trơn, suốt ngày cứ lo làm đẹp không à. Ủa, ê, nói nghe nè. Sao? Nói nghe nè. Nói. Một lát nữa tôi có hẹn một anh chàng sói ca. Sói ca là gì? Là con sói biết karaoke hả? Bà phải lao. Tự nhiên dắt sói về nhà chi vậy sói bà? Sói ca là một anh chàng đẹp trai, lịch lãm, phong độ. Phải không? Phải lao. Tôi biết chắc, chắc là ảnh sẽ thích một hình mẫu giống như tôi nè. Nói chung là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, quyến rũ. Sai, quyến rũ là phải có sức khỏe thì mới gọi là quyến rũ. Tôi nghĩ thế nào anh sói ca đó, anh cũng sẽ thích tôi mà thôi. Để tôi vô trong tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi tiếp đó con sói nè. Đi thôi. Ê, sói ca của tôi đến rồi. Em mời anh vào. Ê, ngại quá à, tự nhiên giờ vô nhà em có tiện không? À dạ tiện chứ. Em mời anh ngồi. Ôi chết rồi anh ơi. Em xin lỗi anh nha. Lo nãy giờ bận rộn nhiều thứ quá. Em chưa có chỉnh trang, em chưa có sửa soạn gì hết. Em như vậy chắc kỳ lắm hả anh? Không sao đâu. Em cứ vô em chuẩn bị đi, anh chờ được mà. Tại anh tới sớm thôi. Anh tới sớm mà. Vậy chắc còn thời gian ha. Mình ngồi nói chuyện đi ha anh. Tại Hấp Vion, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Ừ, cũng được. Nhà em đẹp quá à. Em trang trí hết đó. Rất là hài hòa. Anh thấy em là mẫu người phụ nữ như thế nào? Theo anh thì phụ nữ là phải biết làm đẹp mình chút. Phải biết trưng diện, phải biết giữ sắc đẹp, giữ vóc dáng. Và dịu dàng đây là cũng rất thú vị. Thì anh nghĩ em là tiếp người như vậy. Em... em là mẫu người phụ nữ... đúng ý anh đúng không? À... đúng rồi. Em có sao không? Dạ không, em không sao hết. À vậy ha. Thôi anh ngồi ở đây anh đợi em nha. Em vào em chuẩn bị. Em sẽ sửa soạn lại cho tươm tất. Em tự nhiên thôi. Anh chờ em nha, rất là nhanh. Khoảng tiếng rưỡi thôi. Trời đất ơi, đang tắm một cúp nước là sao trời. Mới gội xong cái đầu hả? Chào em. Dạ chào anh. Dạ mời anh ngồi. Tôi là Vinh, là bạn của Kali. Dạ, nãy Kali có giới thiệu. Em là bạn ở chung phòng với Ly. Em tên Lâm, Lâm Ly. Dạ. Hai đứa ở chung nhà. Cũng hiếm có một người phụ nữ nào tên mạnh mẽ như vậy. Nhìn người cũng mạnh mẽ. Dạ, hay, cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên khen cái body của em. Ôi em đẹp mà, nhìn em rất là khỏe khoắn. Vậy hả?
cái khăn quấn này cũng hợp nữa, có thể xài hàng ngày được. À, dạ đúng rồi, em mới gội đầu, em quấn vậy đó cho nó khô đầu. À vậy mà anh tưởng là em thời trang em như vậy đi ra đường được luôn chứ. Anh thích cái gu này hả? Anh thấy rất là hợp luôn, thật sự. Ồ, nếu mà anh cảm thấy hợp thì nếu mà anh có nhã ý mời em đi chơi thì em sẽ để nguyên cái concept này đi với anh. Thú vị nha. Nếu với cái bộ trang phục này và cái đầu như vậy thì mình đi ăn món cà ri Ấn Độ là hợp lý luôn. Phải ăn món cà ri Ấn Độ. Cà ri Ấn Độ. Đúng dạ. Rồi, cà ri Ấn Độ. Em nói anh ngon lắm anh ơi. Dạ. Để lát nữa anh sẽ rủ Ly với lại em đi ăn luôn một lần. Được không? Được chứ, tại vì thì anh với Ly là bạn, em là bạn Ly, chúng ta là bạn mới, đúng không? Dạ. Và anh thấy em rất là vui tính. Dạ. Ăn mặc cũng rất là có gu. À, có gu. Thời trang dạ. Rất là đặc biệt. Có gu, dạ. Mình đi liền luôn đi anh, không cần phải sửa soạn, trang điểm gì nữa đâu, vậy là được rồi. Mà Ly nói với anh, cô phải trang điểm. Em không hiểu tại sao phụ nữ ra đường lại chuẩn bị lâu lắc như vậy. Bản thân là phụ nữ ra đường, em chỉ cần em mặc cái áo, mặc cái quần vô là em ra đường thôi, không cần phải làm gì cực khổ hết. Em lợi hại lắm đó nha, anh thích cái suy nghĩ. Em cảm thấy nó không có bị mất thời gian nhiều. Mình phải để thời gian mình làm những công việc khác chứ, đúng không anh? Thường ngày em làm gì? À, thường thì cái thời gian em bị chiếm nhiều nhất là ở trong phòng tập tạ. Em rất là yêu những cái môn gọi là cử tạ, nâng tạ. Bởi vì em nghĩ là một người phụ nữ quyến rũ và hiện đại thì mình phải có sức khỏe để sau này mình bảo vệ chồng con mình chứ. À, bữa nào mình hẹn mình tập gym, mình tập tạ chung với nhau đi. Đồng ý luôn. À, dạ. Em tập ở đâu? Dạ em mới tập ở gần nhà. Rồi để anh đăng ký gần đây để giúp anh em mình trao đổi. Dạ. Hay quá hay quá, vô tình tới đây lại có một người bạn mới. Em đã chuẩn bị xong rồi, mình đi đi anh. Anh có ý là mời luôn bạn Lâm này đi chơi luôn. Đi ăn chung với mình cho vui, con này rất là thú vị. Hả? Mình đi ăn cà ri Ấn Độ. Thôi em không chịu đâu. Em không thích. Ủa sao kỳ sao vậy? Vậy? Đâu có sao đâu. Hôm nay chỉ cần Lâm bước vô một cái là được giảm giá 50% liền đó. Tao tưởng người Ấn Độ đó người ta giảm giá. Nhưng mà hôm nay em với anh là một buổi hẹn hò riêng mà. Đâu có sao đâu, càng đông càng vui. Chúng mình là bạn mà. Em không muốn như vậy. Em chỉ muốn là giữa em và Lâm, anh chọn ai? Tại Nước Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ.